chào cô chú các chị các bạn nha. Hôm nay là ngày cuối tuần á, thứ bảy, mình dẫn bà xã với hai đứa nhỏ đi đi bơi cho tụi nó giải trí sau một tuần học mệt rồi đó. Hôm nay là chở đi bơi, mời cả nhà cùng xem nha. Rồi chúc Hoàng Trinh bơi xong rồi chở tụi nhỏ đi đi ăn một cái quán rất là ngon, cả nhà hãy đợi nha. Bây giờ cả nhà Hoàng Trinh đi vô mua vé nè. Hôm nay đông lắm, nay cuối tuần mà. Bên đây nó có cái sân banh mini nhân cỏ nhân tạo nè. Thằng con trai lớn Hoàng Trinh nó học đá banh ở đây nè cả nhà. Giờ vô mua vé nha. Nay đông quá cả nhà ơi. Giờ cũng vô thay đồ ra bơi. Con xuống bơi nha cô chú. Hôm nay mình làm người quay cả nhà ơi. Bà xã Hoàng Trinh nó bơi giỏi lắm cả nhà. Bơi một vòng coi coi. Sắp tới rồi, cố lên. Bà xã dân miền Tây mà, từ nhỏ cũng biết bơi sông rồi này nọ. Rồi lên đây lâu quá cũng không đi bơi. Nhân dịp hôm nay cuối tuần á, tụi nhỏ đòi đi bơi rồi cái mới chở tụi nó đi bơi luôn. Đây là hồ cho người lớn cao trên 1m6. Ở bên kia là hồ dành cho mấy bé. Đó, đây là hồ dành cho mấy đứa nhỏ đó. Mấy đứa không biết bơi á cả nhà. Đằng xa là Tiểu Long kìa. Hồ bơi này mà chiều thứ bảy rồi nó đông lắm cả nhà ơi, về bớt rồi đó. Còn cái hồ lớn bên kia nữa, chút mình qua kia mình quay cho cả nhà xem. Ô, Tiểu Long nhảy dữ ta. Giờ tới thằng con trai giữa mình Sony á, nó qua hồ lớn bơi cả nhà ơi. Rồi giờ nó qua hồ lớn nó bơi. Bơi đua với mẹ ơi. Rồi giờ hai mẹ con bơi đua nè cả nhà. Rồi đếm 1 2 3 bơi nha. 1 2 3 bơi. Đó. Hai mẹ con bơi đua. Thằng lớn của Hoàng Trinh đó là tên Kaka đó. Hôm nay nó bị cảm sổ mũi đó, nên nó ở nhà. Nó bơi cũng giỏi lắm. Còn giữa Sony này là mới biết bơi à. Mẹ nó đang nhường nó đó cả nhà. Nhường nó để cho nó có động lực bơi á. Bơi tới đó hả con? Mệt chưa? Tới đó hết hơi hả? Qua hồ bên kia bơi hả em? Rồi em thử bơi một vòng coi. Bà xã này cũng 6 7 năm rồi không có bơi á cả nhà. Nên không biết bơi được không. Hoàng Trinh hôm nay tại bị cảm nhẹ ở nhà, mình với lại thằng con trai lớn bị cảm nhẹ nên không bơi. Cái hồ này là như dài 50 m. Sâu 1m8 cả nhà.
Cái hồ này mình nói chung mình bơi sơ sơ mấy vòng cũng được, tại mình cũng hay tập bơi thường á nên thấy nó dễ. Còn lúc trước bơi vòng mà thở không nổi luôn á. Wow, bơi ngửa luôn hả ta? Dữ không? À, đuối rồi, mệt rồi. Hồ bơi này là thường thường là tuần á, mình bơi một lần. Bơi sáng 6 mấy 7 giờ sáng chủ nhật á. À, tuần nào mình cũng đi bơi đó. Bơi xong thấy người nó khỏe lắm, ăn uống cũng ngon nữa. Lâu quá em không có bơi. Nay bơi lại mệt quá cả nhà ơi. Ngồi thở oxy luôn. Thôi giờ qua hồ nhỏ để thăm con trai út, đi bỏ nó một mình nó buồn tội nghiệp nó cả nhà ơi. Càng về tối càng vắng vắng rồi đó. Lạnh chưa? Gì? Bơi tới 10 giờ đêm luôn hả? Ờ, nhóc nhìn dễ thương không? Đó. Sony mới mới biết bơi chừng tháng nay à. Bơi ít ít à, chưa bơi rành lắm. À, còn bên đây là sân tennis nha cả nhà. Nói chung là hồ bơi này với lại sân tennis với sân banh ở ngoài kia là của bên quân đội. Của quân đội. Đây. Đây là sân tennis đây. À. Đó. Này là đánh đôi. Mình cũng rất thích coi tennis lắm. Phái mấy cái ngôi sao trên tivi như gì của người Thụy Sĩ gì đó, tàu tốc hành gì ta, tên gì quên rồi. Roger Federer. Mình phái coi thôi chứ không biết chơi cái môn này. Hồi xưa ở đây là trung tâm thể dục thể thao quận 12 á. Hồi nhỏ lúc học lớp 7, lớp 8 rồi là có lên đây chơi mấy môn thể thao đá banh rồi nè. Còn giờ là nó đổi lại hết rồi, làm hồ bơi, sân banh với tennis. Giờ quay toàn cảnh cho cả nhà xem nha. Đó. Bên kia là hồ lớn. Ở đây là chung cư nó mới xây nè. Đó, còn đây là hồ nhỏ. Còn ngoài cổng đường vô nãy là sân banh, hai cái sân banh nhân tạo. Ba ơi, giờ bơi đó bụng quá, ăn gì ba? Thì chút xíu con muốn ăn gì ba chở con đi ăn. Ăn gì em? Ăn bò né không? Em chưa biết. Em ăn. Em chưa ăn bò né. Ăn bò né ba. Rồi như chút về ăn bò né nha. Ok ba. Ơi, sao lắm của tôi. Sao đó. Con mít nó ở đằng kia kìa. Ở đằng kia khác ở đây sao? Ừ, đi đó nè. Nè, tới đây nè. Thôi. À, để có lần có dịp khác á, Hoàng Trinh quay cái clip mình bơi cho cả nhà cùng xem nha. Tại hôm nay hơi bị cảm á, nên cầm máy quay cho mẹ con đó. Con cảm không? À, con bò. Thả lại trong bơi nha. Không, con không biết bơi. Muốn bơi tập cho bơi. Sao? Ủa? Nè, nè, Tiểu Long. Tiểu Long, con uống nước nhiều, con bể bụng là con biết bơi à. Ủa em, hồi xưa dưới quê người ta nói gì, không biết bơi lấy con chuồn chuồn cắn cái rúng có thiệt không hay là xạo? Thì em nghe người ta nói vậy đó. Thôi anh nghĩ là cái câu nói vậy thôi, đúng không cả nhà? Tự nhiên chuồn chuồn cắn cái rúng không biết bơi.
phi lý ha. Thôi thả em ra đi. Em cứ đợi anh mà, em nhé. Rồi giờ đang tới quán bò né mà mấy đứa nhỏ hay thích ăn nè cả nhà. Quán này là ngon là khỏi nói luôn. Đó này cái bảng giá nha. Đó, giờ đang coi làm bò né đây. Đây là số 1 hay số 2 em? Này. Số 2 là gồm cái gì em? Gồm đầy đủ luôn, anh em và thịt, cục khói, pate, trứng. Số 2 là đầy đủ hết luôn không? Cái dĩa gan này là nó nóng dai lắm đúng không? Rồi. Đó. Món bò né mà nãy mình nói với cả nhà đó là chỗ này ngon đó. Tụi nhỏ hay thích ăn đây lắm. Đây là có thương hiệu rồi. Nhiều chi nhánh thương hiệu lắm. Đó, đây là chi nhánh thương hiệu của nó nè. Bò né ba ngon nè, đó. Quá trời chi nhánh luôn thấy chưa? Kêu số mấy? Kêu số 2. Số 2 hả? Số 2 là nó đầy đủ hay sao? Không, anh đặc biệt mới đầy đủ. À. Số 2 đâu bao gồm bò với nem, trứng, chả với pate. Đặc biệt đó là có đầy đủ. Ngon quá. Còn Tiểu Long ăn số mấy? Con ăn số 1 bà ba. Số 1 hả? Ờ, còn số 1 là gì em? Bò với trứng này hả? Số 1 thì bò, trứng với pate anh. À, con ăn hết không? Dạ ăn hết. Giỏi. Ừ, ăn ngon quá ta. Em ăn chỗ này được mấy lần rồi em? Chứ cũng 5 lần rồi. 5 lần rồi hả? 5 lần. Lâu lâu ăn thôi. Ăn món này giàu nhiều lắm cả nhà ơi. Là đúng lắm. Hết sảy luôn. Này là no luôn hả con? Còn sẵn cho anh miếng pate coi. Anh phải ăn pate lắm. Mời cả nhà miếng pate nha. Em pate cũng ngon đó ha. Chỗ này nó có thương hiệu lâu rồi. Rom con ăn rồi uống nước ngọt đó con. Uống mà cũng no thôi con ăn hết. Tony nhìn ăn thấy ngon quá ta. Nhưng mà có số miếng chả lụa. Chả lụa hả? Ừ.
Video lên đây Hoàng Trinh xin kết thúc. Nếu cả nhà thấy hay thì nhớ đăng ký, like, chia sẻ và nhấn vào cái chuông cho Hoàng Trinh nha. Một lần nữa Hoàng Trinh xin cảm ơn và hẹn gặp lại clip sau nha.